Xin chào bạn, trong nội dung này mình sẽ hướng dẫn các bạn ẩn đi cái thanh taskbar này nếu chúng ta không muốn nó tức là nó không muốn nó hiển thị ở đây. Đấy, khi mà kéo chuột xuống dưới này nó mới hiển thị, hoặc là chúng ta bị ẩn cái thanh taskbar chúng ta muốn là show nó lên. Ok, thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta kích vào cái thanh taskbar đã. Ok. Rồi, sau đó chuột phải chọn taskbar setting. Sau đó thì ở đây các bạn nhìn vào cái chỗ lựa chọn đó là automatically hide the taskbar in desktop mode. Đấy thì các bạn bật nó lên. Đấy thì tự động là các bạn thấy là cái thanh taskbar dưới này nó ẩn rồi, và mình kéo chuột xuống dưới này thì nó mới hiển thị lên. Ok, nếu như muốn là disable cái tính năng đó là tự động ẩn cái thanh taskbar thì các bạn chỉ việc tắt cái này đi thôi. Đấy, kích vào đây. Đấy thì động nó hiển thị lại. Còn nếu mà muốn tự động ẩn cái này đi lúc nào cần thì mới hiển thị lên thì chúng ta bật nó lên. Đấy, như vậy thì sau khi thực hiện được chưa? Thì chúng ta sẽ được một cái màn hình, nói chung là theo ý của chúng ta là toàn bộ nội dung thì thường nó sẽ để hiển thị hết. Đấy, không bị vướng cái thanh taskbar nữa. Tuy nhiên có một cái bất tiện đó là chúng ta cũng phải dây chuột xuống dưới cùng này mới bật lên được. Ok, rồi như vậy thì cái clip này đến đây là kết thúc.